Liên quan vụ việc 6 người trong một gia đình tử vong ở Bình Dương, sáng nay 25 tháng 7, thi thể của các nạn nhân đã được đưa về nguyên quán ở ấp Bình Thành, xã Định Bình, thành phố Cà Mau để an táng. Trong 6 người tử vong gồm vợ chồng ông P, 3 người con và 1 người cháu họ. Trước đó, trưa ngày 24 tháng 7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân 6 người trong một ngôi nhà trên đường NG15 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tử vong. Cả gia đình được xác định đã chết tối ngày 23 tháng 7. Thời điểm đó, trên địa bàn có mưa lớn kèm theo mất điện, có khả năng gia đình đã sử dụng máy phát điện dẫn đến ngạt khí. Đến khoảng 12 giờ trưa ngày 24 tháng 7, một người quen đến nhà kêu cửa nhưng không thấy ai trả lời. Đập cửa vào trong thì phát hiện 6 người đã tử vong. Thì trước mắt là ủy ban cũng sẽ xuất kinh phí hỗ trợ 2 triệu và 50 ký gạo để gia đình mình lo hậu sự. Còn trong thời gian tới thì hiện tại gia đình của anh Pháp cũng còn lại một bé gái, hiện là đang học đại học. Thì chỗ chính quyền địa phương cũng rất là quan tâm, chia sẻ cũng như là mong là mạnh thường quân cũng như là các nhà hảo tâm quan tâm rồi chia sẻ một phần khó khăn để cho người con còn lại được học hành đến nơi đến chốn. Dự kiến ngày 27 tháng 7, gia đình sẽ an táng các thành viên đã mất tại phần đất phía sau nhà.